Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 15 tháng 11 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ bước vào chi tiết bản tin. Toàn cảnh vụ cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam bị đối thủ đấm vỡ mũi. Tối ngày 14 tháng 11, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa PVF CND và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Thống Nhất, các cầu thủ của hai đội đã xô sát trong khu vực hành lang trước cửa phòng thay đồ, với tâm điểm là tiền đạo Xuân Nam của PVF CND và hậu vệ Văn Sơn của Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cầu thủ này có xích mích và lời qua tiếng lại từ lúc còn thi đấu trên sân. Theo băng ghi hình, ngay khi gặp lại nhau bên trong khu vực thay đồ, do không giữ được sự bình tĩnh, hai bên tiếp tục thách thức nhau và có va chạm. Lực lượng an ninh phải vất vả mới căng ngăn được hai cầu thủ. Tôi bị Vũ Văn Sơn đấm sau trận đấu. Trong sân, tôi đã tiền đạo và em ấy đã trung vệ, nên khiêu khích và chửi nhau. Cậu ấy còn trẻ nhưng láo. Vào đường hầm, tôi nói rằng còn trẻ thì đừng láo. Tôi xô và đẩy cậu ấy, rồi Văn Sơn đấm tôi và chạy. Tôi muốn nhảy vào đánh lại, nhưng đồng đội và vệ sĩ can ngăn. Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam thuật lại. Trong khi đó, Vũ Văn Sơn nói ngược lại. Ngay trong trận đấu, anh Xuân Nam đã chửi với tôi và tôi đáp trả lại. Anh ấy nói rằng có bản lĩnh thì gặp anh ấy ở cửa sân Thống Nhất. Sau đó, anh ấy gặp tôi trong đường hầm thì thúc vào người tôi. Tôi xô Xuân Nam ra thì anh ấy đấm tôi trước, rồi xô sát giữa đôi bên mới xảy ra. Theo đoạn băng camera an ninh tại sân Thống Nhất, hình ảnh cho thấy cầu thủ áo xanh của PVF CND đã có hành vi khiêu khích và tác động vào cơ thể của đối thủ trước. Đây chính là giọt nước làm Charlie, khiến sự việc trở nên ngoài tầm kiểm soát. Cầu thủ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh không hề bỏ chạy. Hai bên đều đánh mất sự tỉnh táo, phải chờ đến khi lực lượng an ninh và những người xung quanh can thiệp, mọi việc mới được lắng xuống. Quay trở lại với trận đấu, PVF CND gần 3 điểm để bám đuổi hai đội đầu bảng là Trường Tây Bình Phước và Phường Đồng Ninh Bình. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trên hàng công đã khiến họ chỉ có được trận hòa không đều trên sân khách. Kết quả không như ý này có thể là nguyên nhân khiến đôi bên mất bình tĩnh. Sau sự việc này, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ chờ báo cáo từ giám sát trận đấu và VPF trước khi đưa ra quyết định kỷ luật với các cá nhân liên quan đến vụ xô xát này. Thắng sát nút Bình Dương, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi trận hòa thất vọng. Tối ngày 14 tháng 11, câu lạc bộ Bình Dương có chuyến làm khách đến sân của câu lạc bộ Hà Nội trong khuôn khổ vòng 8 V-League. Ở lượt trận trước, Bình Dương có trận hòa đầy căng thẳng với Đà Nẵng trong cơn mưa thẻ đỏ, qua đó có 11 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, đội bóng thủ đô có chuỗi 4 trận toàn hòa và đang xếp ở vị trí thứ 8. Được thi đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Hà Nội FC đã làm chủ thế trận, tạo sức ép lên đội khách Bình Dương. Phút 25, Văn Quyết có đường truyền cho Hai Long để dứt điểm cận thành, làm tung lưới Bình Dương, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Ở những phút tiếp theo, đội chủ sân Hàng Đẫy tổ chức phòng ngự kín kẽ, khiến Tiến Linh cùng các đồng đội chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Hà Nội FC. Ở thời gian còn lại của trận đấu, dù đôi bên đã rất nỗ lực để tấn công, nhưng không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Với chiến thắng này, Hà Nội FC đã có 13 điểm, qua đó leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 9, Bình Dương sẽ trở về sân Gò Đậu để tiếp đón Nam Định vào ngày 19 tháng 11. Sau đó một ngày, Hà Nội FC cũng có cuộc hành quân đến sân của câu lạc bộ Quảng Nam. Trận đấu này thì Hà Nội chơi tốt hơn nhiều. Các bạn đồng bộ tập trung mà chúng ta thấy là một số cầu thủ vừa quay trở lại sau thời gian chấn thương họ chơi vẫn rất là tốt. Ghi mạnh Thành Trung, đặc biệt là Văn Quyết. Hà Nội đồng bộ hơn. Thì chúng tôi hiệp 2 có đá tốt hơn nhưng mà cũng không thể thay đổi được tình thế. Thì tôi nghĩ rằng là quá muộn. Minh Khoa thì cũng có thể tốt hơn. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là Minh Khoa sẽ quyết định đến trận đấu được. Bình Dương là một đội bóng chơi tập thể. Như các bạn thấy rồi, cả những cầu thủ lớn tuổi, cầu thủ trẻ, bạn thấy là khi mà Quế Ngọc Hải không đảm nhiệm tốt vai trò của mình thì hiệp 2 cũng phải thay ra. Có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều có cái giá trị giống như nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu có Minh Khoa cũng có thể là tốt hơn, nhưng cũng là chưa chắc. Bạn thấy các vị trí khác như Hiếu, như là Hải Huy, một số trường hợp ở sau như Tống Anh Tỷ, Duy Khánh đều chơi rất là tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Đúng, ngay từ đầu hiệp 2 chúng tôi vẫn phải tiếp tục chơi như hiệp 1. Thì đến khoảng phút thứ 60 thì chúng tôi cũng cảm thấy là cần phải giữ tỷ số một chút, là chúng tôi cũng tính các phương án làm sao để hiệu quả hơn và tính phương án tiếp theo, bởi vì sau đây 3 ngày chúng tôi lại tiếp tục phải có những cái trận thi đấu tiếp, di chuyển đi vào Đà Nẵng để đá trận thứ 3 sắp tới đây. Chính vì vậy chúng tôi cũng có cái tính toán cụ thể hơn.
Tôi thì mong muốn là tất cả các cầu thủ Hà Nội được cống hiến cho đội tuyển, nhưng mà cái đấy còn phụ thuộc vào cái triết lý cũng như cách xây dựng của huấn luyện viên Kim. Chính vì vậy là tôi thì luôn luôn mong muốn, nhưng mà hy vọng là câu lạc bộ Hà Nội sẽ có càng nhiều cầu thủ tập trung đội tuyển càng tốt. Như các bạn biết đấy, thì hôm nay là hai bạn đã thi đấu rất là tốt. Hôm sau 4 trận thì chúng tôi cũng đã giữ được sạch lưới. Thì khả năng chuyên môn của hai bạn đấy thì cũng đã được thể hiện ở trên đội tuyển rồi. Thì tôi cũng cảm thấy an tâm khi mà hai bạn đấy quay trở lại sau chấn thương. Tiền đạo Công Phượng: nếu đội tuyển cần, tôi sẽ cống hiến hết mình. Bình Phước đã có một trận đấu khó khăn trên sân nhà khi phải rất vất vả mới có thể vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-2 tại vòng 4 giải nhất quốc gia 2024-2025. Cầu thủ xuất sắc nhất trận là tiền đạo Nguyễn Công Phượng khi anh đã đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo cho những chiến binh xanh. Chia sẻ sau trận đấu, Công Phượng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần cải thiện của Bình Phước. Đây là một trận đấu khó khăn, hiệp 1 toàn đội đã chơi tốt. Tuy nhiên, sang hiệp 2 thì các cầu thủ đã không đảm bảo được thể trạng nên bị gỡ hòa. May mắn hôm nay đã mỉm cười với chúng tôi, toàn đội cần cải thiện nhiều hơn nữa để hướng đến những kết quả tốt nhất. Dù vậy, tập thể Bình Phước đã nỗ lực hết mình trong trận đấu này. Khán giả là nguồn động viên rất lớn cho đội bóng. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã tới sân để ủng hộ cho các cầu thủ. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho người hâm mộ. Công Phượng nhắn nhủ tới các cổ động viên ở trận đấu cuối cùng mà Bình Phước được chơi trên sân nhà trong năm 2024. Với phong độ ấn tượng khi ghi 4 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa, Công Phượng nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ mà huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập để đi tập huấn Hàn Quốc. Nói về cơ hội của mình ở đội tuyển quốc gia, cựu tiền đạo Yokohama FC cho biết: đầu tiên tôi muốn cống hiến hết sức cho câu lạc bộ Bình Phước, đó là mục tiêu hàng đầu. Còn về đội tuyển quốc gia, nếu đội tuyển cần, tôi cũng sẽ cống hiến hết mình. Bên cạnh đó, CP10 cũng gửi lời chúc chân thành nhất đến các nhà giáo khi sắp tới là ngày 20 tháng 11. Đồng thời cảm ơn những người thầy đã dạy dỗ và đồng hành cùng tiền đạo gốc Nghệ An trong suốt thời gian qua. Với 3 điểm có được, Bình Phước tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ có 10 điểm và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng giải nhất quốc gia 2024-2025 khi Phú Đồng Ninh Bình chưa ra sân thi đấu ở vòng 4. Hoàng Anh Gia Lai tố cáo cầu thủ Martin Zila có dấu hiệu vu khống. Ngày 14 tháng 11, giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh và nhân viên hành chính Đặng Thị Ngọc của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gửi đơn tố giác cầu thủ Martin Zila đến công an tỉnh Gia Lai với nội dung: ngày 5 tháng 10 năm 2023, công ty cổ phần thể thao LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Zila ký kết hợp đồng lao động với mức lương 5.000 USD mỗi tháng. Thời hạn hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết mùa giải V-League 2023-2024. Ở lượt trận thứ 3, cầu thủ Martin Zila bị chấn thương. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa cầu thủ Martin Zila vào bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công và chi trả mọi chi phí. Sau đó, do cầu thủ Martin Zila không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ tiến hành đàm phán thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, công ty cổ phần thể thao LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Zila thống nhất ký kết biên bản thanh lý hợp đồng lao động trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận. Theo thỏa thuận này, bên A là công ty cổ phần thể thao LP Bank Hoàng Anh Gia Lai bồi thường cho cầu thủ Martin Zila tổng số tiền là 20.000 đô la Mỹ, tương đương cho 4 tháng lương còn lại của hợp đồng. Hai chúng tôi đại diện cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trực tiếp giao tiền cho cầu thủ Martin Zila. Sau khi nhận đủ tiền, cầu thủ Martin Zila đã viết vào biên bản nhận đủ 20.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào đầu tháng 9 năm 2024, chúng tôi bất ngờ nhận được quyết định của FIFA yêu cầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải trả cho cầu thủ Martin Zila số tiền 29.000 đô la Mỹ, căn cứ vào đơn khiếu nại của cầu thủ này. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thanh lý hợp đồng với cầu thủ Martin Zila vì lý do không chính đáng khi ép buộc cầu thủ phải ký vào biên bản thanh lý hợp đồng lao động và ký vào giấy nhận đủ tiền nhưng không thanh toán tiền vào tài khoản cho cầu thủ. Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Tấn Anh và bà Đặng Thị Ngọc cho rằng hành vi của cầu thủ này có dấu hiệu của tội vu khống quy định tại điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, khiến hình ảnh và uy tín của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị ảnh hưởng. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày thứ 6 làm việc vui vẻ.